chờ trong giây. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, có biết thương. Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Thì hôm nay thì em test cái combo này để gửi cho hai anh khách anh em nhé. Đây một bộ này là của anh Phùng Hiệp này, anh Phùng Hiệp nhé. Còn một bộ này thì em sẽ test trước để gửi cho anh ở Hải Dương, anh Nguyễn Quốc Tuấn nhé. Đấy, Nguyễn Quốc Tuấn này. Thì anh ấy lấy combo ở bên em, nghĩa là một cục đẩy của Sansui luôn và một con vang của Sansui, nó sẽ đồng bộ và combo với nhau. Thì nghe chất âm nó kết hợp nó sẽ nhuần nhuyễn hơn, giống như anh em có thể chơi một cục pau, một cục dè riêng ấy, nó đồng bộ với nhau thì nó sẽ chất tiếng nó sẽ rất là tuyệt vời anh em nhé. Đây một con vang rất là đẹp này. Đẩy mấy vang này thì em đã ghép và em chụp series cho anh rồi anh em nhé, sẽ gửi cho anh em trước rồi, và anh ấy đã cọc bên em 2 triệu trước, trong khi đấy nhận hàng thì anh ấy sẽ thanh toán nốt anh em nhé. Ở Hải Dương thì em sẽ đóng trước, còn 1, 2, 3, 4 đơn ở đây, 4 đơn ở đây của anh em thì em sẽ gửi sau cho anh em chiều. Đây là một bộ nữa đây. Đây là một con đẩy này, đẩy này và một bộ này. Đấy, đầy đủ hết anh em nhé, em sẽ gửi cho anh em sau. Sắp tới sẽ có một lô nữa lên, đấy là lô 4 kênh của D-Nip anh em nhé, 4 kênh D-Nip này. Đấy, DK sò sắt đầy đủ hết cho anh em. Thì hôm nay em sẽ test vào một cặp loa của D-Nip luôn. D-Nip trắng này em này, full 25, đấy, tiếng rất là hay, giá 6 triệu 8 này. Rồi anh em đã dùng rất là nhiều rồi. Thì bây giờ em sẽ test. Trước khi test thì em sẽ quay qua một chút về hình thức này. Anh em nhìn thấy ở đây là rất là đẹp nhá. Mặt này trước nó rất là đẹp này. Còn phần nóc với lại bên cạnh cái thứ thì nó hơi chảy một chút thì không thể tránh khỏi được anh em, vì đây hàng bãi mà. Đấy, anh em cũng phải thông cảm luôn nhá. Đây. Em đã lau chùi vệ sinh sạch sẽ cho anh em này, nhìn mặt mũi này. Đấy, như mới luôn này anh em nhé, đạt trên 90%. Sansui này SA602. Đấy, bây giờ mình sẽ đấu vào và sẽ test cho anh em về cái chất âm của bộ combo như thế này anh em nhé. Ok, xin mời anh em cùng theo dõi nhé.
Ampere anh em nhé. À, con này thì nó có cả cổng mic đằng trước đằng sau, thì anh em có thể chơi được cả mic có dây không dây thì chơi được hết anh em nhé. Bây giờ em sẽ test thêm một đoạn của micro nữa nhé. Đây, em thử bằng cái mic có dây thôi bình thường, và con này là BBS. Đi 1 2 3 4 5 6 7 lơ tiếng rất là ngọt và bay tiếng anh em nhá. Em sẽ hát một đoạn karaoke trên cái bộ combo này. Xin báo giá luôn cho anh em nào đang quan tâm về giá thì như đẩy anh em đã biết rồi, thì đây là đẩy em bán là 4.8 triệu này, vàng 2.9 triệu này, một cặp loa đi nip là 6.8 triệu anh em nhá. Nếu anh em lấy cả bộ combo như này, nghĩa là một đẩy một vàng cả loa luôn, thì giá là 14.500.000 và em tặng cho anh em một cái mic này luôn. Mic BBS xịn nhá, BBS xịn có dây inox. Mic này thường thường bán lẻ nó sẽ là tầm 650.000 anh em nhá. Đấy, mà dây dài độ khoảng tầm 5m, thoải mái cho anh em hát luôn. Còn không thì anh em có thể đầu tư thêm một bộ mic không dây độ tầm khoảng tầm từ 2.5 triệu, 2.8 hay là 3 triệu, đó là tùy theo cái cấu hình của mình chơi. Mình chơi được là một bộ như thế là rất là tốt anh em nhá. Ok, đây là combo hàng bãi hết anh em nhá. Okay, bây giờ em sẽ test một đoạn karaoke trên cái bộ combo này bằng cái mic có dây này luôn anh em nhá. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, anh đặt đến cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa đất vẫn xinh tươi tốt, và trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế, anh yêu em diêm điệp rừng vì lao gió mát, em đi tắm mát về tại biến Đồng Châu. Anh qua con sông sâu ta mắc cầu, đưa em về Đồng Khói, anh thương em anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trái giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh vừa để anh thương. Đưa em về quê mình cùng làm lúa cùng trồng đây, cùng dệt cói cùng đan mây, tay anh chỗ vàng tay em chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó, lòng em yêu thương. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu xưa, cây xưa trơn trượt lắm em ơi, anh cùng anh quân quyết bên nhau. Cây me trước nhà, cây kế sau ngõ, trèo leo cùng cười. Tua thiếu thời vui lắm ai ơi,